Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Thì hôm nay Hoàng Minh sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn cách làm món bánh da lợn. Thì muốn làm được món bánh da lợn, nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần có đó chính là bột gạo. Ở đây thì mình sử dụng 300g bột gạo, 2 muỗng bột năng, lá dứa, 1 lít nước cốt dừa, 200g đường. Và nguyên liệu cuối cùng đó chính là vỏ lon bia nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ xay lá dứa. Bây giờ thì mình sẽ cho lá dứa vào trong máy để xay. Lá dứa lúc này thì cũng đã xay xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ lược lá dứa. Tiếp theo thì mình sẽ pha bột. Thì cái phần bột gạo mình đã cho vào sẵn rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột năng vào. Sau đó là 200g đường. Tiếp đến thì mình sẽ cho 1 lít nước cốt dừa vào. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên. Phần bột lúc này thì cũng đã khuấy nhuyễn rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào một cái gây để lược bột lại. Phần bột thì các bạn hãy khuấy đều lên nha các bạn. Bột thì mình cũng đã lược xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ bút 3 giá bột và cho vào một cái tô khác. Món bánh da lợn thì mình sẽ làm chia thành hai phần. Một phần là màu trắng, còn một phần kia là màu lá dứa. Tiếp theo thì mình sẽ cho màu lá dứa vào trong phần bột đã pha. Lúc này thì phần bột mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi hấp bánh. Đây, màu xanh lá dứa rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ hấp bánh. Đầu tiên là mình đã chuẩn bị một cái nồi đi hấp bánh. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái tàu chuối để quét mỡ lên trên cái khuôn bia. Và bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại, đợi cho cái khuôn bánh nó nóng lên rồi mình sẽ cho bột vào.
Khuôn bánh lúc này thì cũng đã nóng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột vào hấp. Đầu tiên là mình sẽ cho bột lá dứa vào. Đây, bột có màu lá dứa. Giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và đợi cho cái phần bột màu xanh nó cứng lại, rồi sẽ cho cái phần bột màu trắng vào. Phần bột màu lá dứa lúc này thì cũng đã cứng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần bột màu trắng lên bề mặt của phần bột màu lá dứa. Trong thời gian chờ đợi bánh da lợn nó chín thì mình sẽ gắn mè. Mè thì chừng nào mà mình gắn vàng lên được thì nha các bạn. Lúc này thì mè cũng đã chân rồi, mình sẽ tắt bếp. Lúc này thì cũng đã khoảng 30 phút. Giờ thì mình sẽ gấp bánh ra để cho bánh nguội. Quá thơm luôn. Phần bánh da lợn thì mình cũng đã lấy xuống hết rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần mè lên bề mặt của bánh da lợn. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho bánh da lợn nó nguội là mình sẽ ăn được nha các bạn. Lúc này thì bánh nó cũng đã nguội rồi. Tiếp theo thì mình sẽ khử bánh ra và cho bánh vào một cái dĩa. Đây, bé Thanh lên ăn bánh da lợn nè. Ghé ngồi đây. Giờ thì mình sẽ ăn thử bánh da lợn. Đây. Quá ngon các bạn ơi. Bé Thanh ăn bánh da lợn không? Bánh da lợn béo béo, rất ngon. Thanh ăn miếng bánh da lợn đi. À.
Bóc hết cục luôn. Ừ, luôn quá đèn ngầu. Chuẩn quay câu quay nó. Ngon quá, ngon. Bye bye. Clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình xin chúc các bạn một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và gặp được nhiều may mắn. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.